Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Các bài tham luận đi sâu phân tích sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch, sự phối hợp giữa các địa phương, lực lượng vũ trang trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời góp phần làm rõ tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước anh em, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Phải nói rằng như vậy là chiến thắng Điện Biên Phủ hay là cái hay là chiến điện biên đó là đỉnh cao không chỉ của chiến cuộc Đông Xuân năm 54 mà là đỉnh cao của cả cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài 9 năm. Đó được xem như hồi kết của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chúng ta. Và đó cũng được xem như cái hồi kết, Điện Biên Phủ cũng được xem như là đánh dấu chấm hết cho những cái nỗ lực cuối cùng của chủ nghĩa thực dân cũ mà thực dân Pháp theo đuổi trong suốt 9 năm tiến hành cuộc chiến tranh Đông Dương. Những cái nhân tố mà góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thì có nhiều. Nhưng mà có thể nói đó một trong những cái điều mà cái giới nghiên cứu để công để tìm hiểu nghiên cứu nhiều nhất, đó là gì? Đó là cái nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự, Điện Biên Phủ cho thấy cũng là cái sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là các đánh giá về nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, giới thiệu những tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật, hồi ức về chiến dịch Điện Biên Phủ. Với một cái nguồn hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh thì tôi tra cứu các tài liệu được lưu trữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh từ những cái nghị quyết của Bộ Chính trị, rồi là cái hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi cái thư, cái điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Thế tức là từ gợi ý ban đầu của các cơ quan thông tin đại chúng, những bài đã công bố, thì tôi bổ sung bằng những cái tài liệu mà đang được lưu trữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh để làm cho bài viết của mình nó phong phú hơn và nó sinh động hơn và nó có những tư liệu chính xác hơn. Hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.